Với tiêu chí trăm quan nhãn tên của Comedy Việt Nam, Bình Sữa Rảnh Tay Comedy cũng đã được ra mắt để đáp ứng đủ tiêu chí đó. Tuy nhiên, vẫn có rất nhiều mẹ thắc mắc về cách sử dụng của bình sữa này, thì hãy để Comedy Việt Nam giúp các mẹ nha. Bình sữa rảnh tay có thể lắp thành hai kiểu, vừa là bình sữa truyền thống, vừa là bình sữa rảnh tay. Đối với bình sữa truyền thống thì mẹ hay lắp bình sữa theo thứ tự từ tay cầm, đúng bình tròn, ống trợ lực là ok rồi nha. Còn đối với bình sữa rảnh tay thì mẹ hay lắp theo thứ tự từ nắp bình rảnh tay, dây dẫn và đúng rảnh tay. Mẹ có thể linh hoạt với việc sử dụng bình sữa theo nhu cầu của con mẹ nha. Comedy đã tặng kèm mẹ cọ vệ sinh trong bộ bình này rồi, nên mẹ hãy sử dụng cọ này để vệ sinh dây dẫn, ống trợ lực hoặc núm ti mẹ nhé. Mẹ hãy tháo hết tất cả các bộ phận trong bình và vệ sinh với dung dịch rửa bình mà mẹ đang có. Rồi sau đó mẹ có thể đưa vào máy tiệt trùng hoặc trụ qua nước sôi đều được mẹ nha. Chắc chắn với bình sữa rảnh tay Comedy này, mẹ có thể chăm con nhàn tanh hơn rất nhiều so với cách truyền thống trước đó. Hy vọng Comedy Việt Nam đã giúp các mẹ hiểu thêm hơn về bình sữa rồi. Nếu còn bất kỳ những thắc mắc nào thì hãy liên hệ ngay tới Comedy để được giải đáp luôn mẹ nha.